Trời ơi, vô lê trái banh kìa. Một chạm. Thả trôi quay lên, dứt điểm chân trái. Nhận bóng và quan sát cục 2, kiến tạo nè. Bấm banh kỹ thuật. Ây da. Tôi là Thi Freestyle. Một buổi chiều nắng đẹp. Nắng quá anh em ơi. Nắng đẹp nhưng mà nóng quá. Mình vừa đáp chiếc xe từ Sài Gòn xuống Cần Thơ, hôm nay có trận banh với Cần Thơ, cùng với lại một người em đã từng gặp ở trên Sài Gòn, ở sân bóng Bana của mình. Nắng đẹp, quay đầu. Nắng nữa, thôi đợi nóng đi khách. Lát nữa sẽ đeo đầu. Đây là Nguyễn Bảo Quý, hay còn được biết đến là Quý 11 ngón nha anh em. Tới xin anh em ơi. Vô tình luôn. Có hẹn chứ vô tình gì. Lâm đồ béo. Hello. Thay mặc áo. Mặc đồ Sài Gòn Bana Championship. Đây Quý. Đi đâu dưới đây vậy anh Long? Đi du lịch. Xong rồi rủ Thi đi tay xuống nữa. Ok, hai anh em xong kiếm mập bích Cần Thơ. Lâu lâu đi du đấu xem thử trình độ anh em dưới này nè. Không, lát anh đá toàn là cháu anh không á chứ. Chứ không phải là em anh đâu. Toàn là cháu không á. Ok, thôi. Thôi dậy ra đi. Thôi, gì mà súng ống ghê vậy. Tính chụp hình hả? Ừ. Trời, anh Lâm chụp hình dữ ta. Anh biểu diễn kỹ thuật cho mấy người em nó coi. Nó phái đó. Để lên dậy. Sẵn vào đây. Nên gáy chọi lâu lắm rồi. Mấy múa lại. Mèo là gì mà hả hỏng mèo. Mèo hả hỏng mèo. Trồng chuối. Tân ngồi. Chờ tao em biểu diễn cho anh coi nè. Mèo, lỡ gì mày hả hỏng với mèo. Mấy không chịu. Biểu diễn là bị đỉnh luôn. Sao em diễn anh coi rồi. Em không. Đâu. 1, 2, 3. Này siêu này đỉnh. Ok. Lời Quý Anh biểu diễn cái Quý Anh. Khởi động rồi đó. Rồi vô chuẩn bị đá anh ơi. Vô quất luôn. Bên nãy hả? Kiểm soát bóng bằng cầm giày, dứt điểm một cái. Chơi banh nó nhẹ hiều luôn anh em ơi. Trời. Đá sân 5 đó bên nãy hả? Trời. Cái nữa. Sân 5 mà đá banh nãy thì thủ môn ăn đạn mệt mỏi luôn đó nha. Yeah, bên đổi bên. Nhận bóng, đắt giữa, dứt điểm, trúng cột dọc. Về được. Dĩ, ra biên lên. Quyết định dứt điểm từ sân nhà, bóng đi không chính xác. Ra lấy cao đỏ chờ đồng bộ nè. Anh Lâm rô béo, Khanh mèo. Là được, đi luôn, dọc biên. Ok, dứt. Ây chà, lát giữa hay quá. Dứt điểm, không vào. Bước ra, dập biên. Cửa hội cho đội bạn. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tâm. Lấy được, yeah. Tốt em. Ok. Rồi bắt đấy. Ây da, đồng đội bắp banh một cái, thành cơ hội cho đội bạn luôn. Gánh đi thủ môn ơi. Thua một trái. Nhận banh ở biên. Bật tường hay. Dứt điểm. Cú sút quá thiếu chính xác. Trời ơi, vô lê trái banh kìa. Vậy thì thủ môn bó tay rồi.
Quý Anh lắc giữa chọt khe rất hay cho Khánh Mèo. Có em. Và như vậy đã có một bàn gỡ rất chóng vánh. Sorry là có vài anh em trong đội mình vẫn chưa biết tên. Tôi đang đứng một mình rất chống chải nè đồng đội ơi. Lên bóng rất tốc độ. Quý Anh. Trời. Mất bóng nguy hiểm quá. Cơ hội cho đội bạn. Không vào. Ơi, không ai cầu quyền. Hai em cứ đá đi. Dứt điểm. Sao? Ra sao cầu môn. Chivilla nè, không qua được chân đội bạn. Tiếp tục là một quả đá biên. Bấm banh kỹ thuật. Ây da. Rồi rồi, em sao. Nhầm. Rồi, chạy máu rồi. Không có, chạy banh, chạy banh. Rồi, sao? Anh xúc chạy banh lên. Rồi. Cầu thủ bên đội bạn nói là xúc chúng chạy banh chúng cái mặt. Ừ thì, xúc chúng chạy banh chúng cái mặt nè. Giữ được. Nhận bóng, dứt điểm, hơi nhẹ rồi. Ai, sư hụt. Trời ơi, cánh phải đang rối chống chải, dứt điểm từ xa. Thủ môn chụp bằng mắt luôn. Keeper. Đỡ bóng bằng đầu gối, quay lên, xuất xa. Không qua được tay thủ môn. Khinh cái thùng nước qua để có khoảng trống đá phạt góc nè. Truyền luôn cho Quý Mi một ngón. Trời ơi. Một cú ném bóng rất xa từ sân nhà. Không qua được hậu vệ đội bạn. Ôi là la. Ai để cái bánh xe ở đó vậy ta? Quý. Quá người hay. Ây da. Phạm lỗi rồi. Những đường truyền của Quý Mi một ngón. Quan sát. Truyền cho Mèo 79. Quá người hay. Chân trái nè. Thôi em ơi. Xuất chế banh như vậy thì sao mà đỡ được. Bên phía đội bạn có anh này vừa bắt gôn vừa chơi chân tốt nên lên đã nằm suốt. Một chạm. Ô là là, cơ hội phản công. Thả bóng quay lên. Chivilla qua cánh phải. Tình huống 2-1. Trời ơi. Giữ lại em. Vô mạng thôi, mệt rồi đúng không? Thở không nổi không? Đội bạn đã năm lần là khó bắt hơn. Cầu luôn. Hay quá. Lụm. Có em. Ok. Lụm. Trời ơi, đưa làm sao. Ồ. Hay. Quá kìa. Ok. Chứ xa được. Ừ. Còn. Ê. Trời. Hay vậy. Trời, trúng cột. Ghê lắm ơi. Hay quá. Chân trái. Ghê. Ú, nguy hiểm quá. Hay quá. Ừ. Vậy là được luôn.
tốc độ. Dĩ Lâm ơi, ok, kèm sau lưng. Bắt bài được luôn. 30. Ok Lâm ơi. Ừ. Nhảy đi, nhảy. Khó quá. Giá giữa kìa. Thì giờ không có. Không nhắc đâu. Ơi trời, đảo chân ghê vậy. Đầy đủ. Ta-da, giờ thì vào tiếp mạng 2 thôi. Hên mèo. Chuyển bóng ra biên. Aha, lúc này thì anh Lâm Rô Béo xuống chụp gôn rồi nha anh em. Dứt điểm ngay giữa khung thành. Một đường chuyền hay, giật gót nè. Không được rồi. Lướt lên nhận bóng. Dứt điểm chân trái. Và bây giờ là Gia Huy. Qua người hay. Hay nữa. Và bây giờ là cú đặt lông của Quý Thân. Thôi em. Đường chuyền lên cho Gia Huy. Đối diện 1-1, lắc giữa. Một chạm. Thả trôi quay lên. Dứt điểm chân trái. Như vậy là mình đã có bàn thắng riêng tại Cần Thơ. Thôi mà. Chuyển hướng 360 độ. Ây da. Đá sân nằm ở đây không có trọng tài. Tình huống không rõ ràng thì cứ đá tiếp thôi. Quý Thanh lên bóng rất tốc độ. Đỡ bóng vô giữa. Dứt điểm. Thêm một cú đá nữa. Pha bức tường hay của Quý Thanh với Gia Huy. Thủ môn Hốt Hậu Vệ nằm một đống luôn. Một chạm vậy. Và đây là Trần Quý. Đắt giữa. Chuyền lại cho Quý Thanh. Qua người hay. Trả về cho Trần Quý. Cú đặt lòng đi chết cột dọc. Racing. Được hưởng một quả đá biên. Giật gót nhanh luôn nè. Cơ hội 3-2. Dứt điểm. Bỗng trúng ngay đầu thủ môn. Lớp bóng qua đầu. Dứt. Ây da, đường chuyền cuối cùng lại không có địa chỉ. Ừ. Lên chào Đức. Đỡ bóng. Dứt điểm từ sân nhà. Gia Huy. Outside tất. Lúc này thủ môn là Văn Đức nha anh em. Bóng được chuyển sang hành lang cánh đối diện cho Quý Thành. Thả bóng dọc biên. Nhận bóng quay lên. Dứt điểm. Thủ môn hay quá. Lớp banh qua đầu. Vô lê. Thêm một pha phạt góc nữa. Tiếp tục là lớp bóng qua đầu. Gia Huy. Một cú đá trái phá. Bóng ghim thẳng ngay mặt của thủ môn. Choáng váng luôn. Ok. Gia Huy. Nhận bóng và quan sát cột 2. Kiến tạo nè. Slide hay quá Trần Quý ơi. Quý Thanh cắt bóng tốt. Phản công 3-2. Nhận bóng. Dứt điểm. Trời ơi, ngay góc A rồi. Mà thủ môn cản phá hay quá. Pha lớp bóng của Gia Huy. Vô lê. Lần này thì cú đá của Quý Thanh. Thủ môn bỏ tay. Một chạm. Ok, thoát pressing. Gia Huy.
quan sát thấy Trần Quỷ đang xin bóng kìa. Nhét bóng lên, trở về tuyến 2, dứt điểm chân trái. Từ lúc có Trần Quỷ, Gia Huy, Quý Thanh và Văn Đức vào sân, đội ghi bàn liên tục luôn. Lắc không giữ trời. Cắt bóng nè, trời ơi hụt rồi. Yeah, bắt bài tốt, phản công. Một pha xử lý rất hay của Quý Thành, trả về cho Trần Quý. Đắc Long chệt cột dọc nữa rồi. Racing. Ý chà, đội bạn ban bật giữ chơi. Cuối cùng thì cũng cắt được bóng, tình huống 3-1. Quý Thành một chạm về cho Trần Quý, dứt điểm. Hơi da, pha này đá ra góc thì mới ăn nổi. Sao em? Một pha thu hồi bóng rất đơn giản của Gia Huy. Trời đã tối và đèn sân đã sáng. Ây da, đã sân 5 mà chuyền về thủ môn hoài. Racing mệt mỏi luôn. Một đường chuyền thẳng vào chân Quý Thanh, dứt điểm, không vào. Gia Huy, đường chuyền lên rất chống chải dành cho Quý Thanh. Chân phải, cú đá rất mạnh. Đức lấy nè, trả về cho Văn Đức, dứt điểm. Ôi thôi tiêu rồi, khung thành đã bỏ trống. Đội bạn phản công. Chạy ngang. Hay quá Gia Huy ơi, dứt điểm từ sân nhà. Không được rồi. Đợi em ơi. Cướp banh nè. Phản công 2-1. Đối diện thủ môn, đường chuyền cột 2. Bàn thắng dễ dàng của Quý Thanh. Lên bóng tốc độ của Trần Quý, thả bóng dọc biên, đường chuyền cột 2 cho Quý Thanh. Liên tiếp những bàn thắng của các thủ áo đỏ. Lúc này thì mấy anh em bên Quý 11 ngón đã gỡ hòa rồi nha anh em. Thay luôn Quý ơi, hết giờ hả? À, ra đi thôi. Em tên là Quý 11 N. 11 N là gì? Để hồi đó chơi Free Fire. Free Fire. Đúng rồi, cái đặt có chơi 3 ngón, đặt Quý 3 ngón. À là 3 ngón đúng không? Nhưng mà giờ này 11 ngón lận. Xong rồi thằng mấy người kia bắt chước của em đổi thành 11 ngón cho nó đặc biệt luôn. Rồi làm anh hết hồn, anh tưởng em đâu em 11 ngón. Đó giờ cứ tưởng 11 ngón. À kìa. À là đây là độc quyền đúng không? Đúng rồi, độc quyền nè. Logo đẹp á. Logo chịu gửi á. Ghê hả? 28 mà mặc chim râu vậy. Đâu hồi anh biểu diễn về pha anh thi. Mấy thằng bạn vô luôn hả? Vô luôn. Mấy bạn giờ em ghê quá. Nó có đông đủ nè, anh thi biểu diễn cho nó coi. Chơi chơi. Và lúc này cũng hết giờ luôn. Chiến thắng với cách biệt 3 bàn. Trần Quý, Gia Huy với đồ nó gắt. Trần Quý, Gia Huy. Nó không có mấy đứa em lên sau là ăn hành rồi đó. Yeah. Làm được không? Rồi, em chia mọi người. Dạ. Yeah. Làm được không mà em? Đâu. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Yeah. Em được nha. Không ai hỏi em luôn rồi nè. Rồi. Nói chứ mà làm. Cảm ơn Quý. Nói chứ mà làm được cái đó là okay. Anh thấy vô anh em mình solo banh. Solo banh nè hả? Ok, vô. Đi có đem tiền. Nói xíu là chạy. Xíu là chạy. Cái hồi đi ra tỉnh chết gì vậy? Về đi rồi mình ra tắm ra xong mình uống phê xong mình chạy ra là hai người còn chơi nữa. Không nhanh lắm mấy vị hồi nó quên rồi. À! Mệt quá. Ok, cảm ơn Quý nha. Yeah. Đi Cần Thơ cho anh đá ké. Lên Sài Gòn anh sẽ dẫn em đi đá ké lại. Rồi ok, hẹn gặp Quý dịp sau. Hẹn anh gặp bữa ké. Dạ, bye bye. Tập chào mọi người nha. Bye bye. Quá mệt, quá xa mệt. Một sân banh quá mệt tại Cần Thơ. Chung với team Quý 11 ngón. Giờ mấy anh em đó đi Hòn Đất đá giải rồi. Mình với anh Lâm Rô Béo thì tiếp tục dạo chơi thành phố Cần Thơ. Mai về Sài Gòn.
Yeah. Giờ đi đâu vậy anh Lâm Rô Béo? Tâm bộ à? Lần đầu tiên là trận bóng ở Cần Thơ. Vui rồi, vậy được rồi. Giờ được đi nhậu nữa. Quá đã. Tâm bộ. Ok. Rồi xoài cá lóc. Tàu hũ. Nên Lâm lại mạnh vậy? Đó. Đau má đồ. Thôi uống bia vô good nữa câu. Đang trong quá trình giảm cân. Đang giảm cân hả? Ăn toàn món kiêng không hả? Đúng rồi. Ít đạm, ít dầu mỡ. Cá thác lát, bút xương chiên giò. Này lẩu gì anh? Vịt nấu chao. Ồ, vịt nấu chao hả? Ngon vậy ta. Ôi, vịt là gút một cây luôn anh. Hồi nãy cá thác lát là cũng gút một cây rồi nè. Giờ vịt thêm một cây nữa. Hàng đã đi uống thuốc. Check-in phòng tại Cần Thơ. Holiday 2. Phòng quá đẹp anh em à. Rất nhiều gương. Biết sao nhiều gương không? Tại đây nó khá chật, có gương vô nhìn cho nó rộng. Lầu 5. Quá trời gương anh em ơi. Đây có cửa sổ nhìn xuống. Tấm sạc, điện thoại, điện rơi thôi. Một ngày tuyệt vời tại Cần Thơ. Mai ăn sáng rồi về lại Sài Gòn. Anh em thấy hay, nhớ like đăng ký kênh nha. Đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới nữa. Hy vọng là sẽ còn được đi nhiều tỉnh thành khác như thế này. Bye bye.